Và chúng ta cũng chuẩn bị đến với trận thi đấu thứ hai ngay sau đây. Anh em nhớ like và chia sẻ mạnh lên để ủng hộ cho game thủ Vlog cũng như là Hoàng Mai Nhi. Rồi, chạy rồi. Như vậy là AC. Tốt. Bên đội bạn là Minper, chúng ta là Min AC. Cần thôi. Nó cũng không phải quá lệch nhưng chúng ta là dễ đánh hơn. Về lớp trận thi đấu là người cầm AC. Hoàng Mai Nhi hai trận đầu tiên vẫn là một cái bóng nhà. Trận này được cầm Min. U98 là người cầm Per. Và Sẻ là người cầm Min Hoàng. Vâng, chào tất cả anh em nhé. Em là Thần Hoa đây. Vâng, em là Thần Hoa đây. Quý vị khán giả nào chúng ta muốn gửi tặng sao cho các game thủ, chúng ta có thể nhìn thấy cái icon hình ngôi sao màu vàng vàng đấy. Anh em click vào đó và làm theo hướng dẫn. Vâng, tuần lễ vàng đó là cái tuần lễ mà sẽ có rất nhiều sao rơi mà Facebook sẽ dành tặng cho những người theo dõi. Chính vì vậy là anh em chúng ta hãy like và chia sẻ mạnh lên. Và mình xin nhắc lại là cái tuần lễ vàng này là cái tuần lễ mà Facebook dành tặng cho các streamer cũng như là quý vị khán giả theo dõi. Anh em khán giả thì sẽ được nhiều sao rơi hơn. Và đồng nghĩa với việc là nhiều sao rơi hơn thì anh em sẽ gửi tặng cho các game thủ. Thì các game thủ cũng sẽ là người nhận được nhiều sao hơn. Rất mong quý vị khán giả chúng ta cũng like và chia sẻ để ủng hộ cho các game thủ. Nó chỉ có một tuần thôi. Vâng, gương mặt thân quen hữu sơn thân mến, cái đấy thì là nó là cái random thôi, nó giống như kiểu là đế chế này, 16 quân thì vào 16 quân thì một được chọn được một trong 16 quân đấy, còn anh em theo dõi thì có hàng nghìn hàng vạn quý vị khán giả theo dõi, vâng, sao rơi trúng đâu ai thì người đấy hưởng thôi. Đây rồi, đây là bài AC của game thủ Vlog, bài đã mắc binh. Nhưng hơi ít rừng một chút, chỉ có một cánh rừng duy nhất thôi. Hiện tại trên bản đồ con tôi nhìn thấy mới có một cánh rừng thông duy nhất thôi. Ta cùng thảo đảo qua màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Còn bài của game thủ Vlog là bài mắc binh rồi. Hiêu về nhà. Đôi voi về nhà, cái gì kia? Chết, ờ được rồi. Và tôi nhìn thấy con sư tử nó phi hai vào mít hai nhát. Rất đau đầu. Đây là bài của game thủ Hoàng Mai Nhi, cũng là một bài mắc binh. Và cũng là một bài mắc binh. Bài này là bài bốn voi và có cả quả phụ. Hiêu cũng đã có. Có lẽ rằng game thủ Hoàng Mai Nhi sẽ ăn bài hiêu này ở thời điểm về sau. Nếu tôi nhìn không nhầm mà nó gần bãi vàng. Có lẽ rằng Hoàng Mai Nhi anh đã đá bài hiêu này về gần với bãi vàng để có thể khai thác sau khi lên đời. Ăn vàng và ăn cả hiêu luôn. Và còn quý vị khán giả thân mến, anh em bằng vì bằng cách này cách khác, lý do này lý do khác mà mình không có sao gửi tặng thì anh em một like và một share, nó cũng là một cái cách để có thể ủng hộ cho các game thủ rồi, chứ không nhất thiết cứ phải là sao. Đôi khi là đồng tiền thì nó rất quý. Đôi khi cái tình cảm nó còn quý hơn cả đồng tiền nữa. Một like và một share của quý vị khán giả, đó là cái sự ghi nhận, đó là cái sự động viên cực kỳ lớn thôi. Vâng. Xin được gửi lời cảm ơn tới người gắn sao. Vâng, Duy Nguyễn 500 sao, Ngọc Sơn Kevin 500 sao. Động lực đây rồi. Vâng, cực kỳ lớn dành cho Vlog.
Đấy, hai khán giả đã gửi tặng 1.000 sao cho bên lớp rồi, cố gắng lên anh. Đây là bài của game thủ bên lớp, bài AC 26 dân đang đóng nhà điều kiện, cũng là một bài sớm. À vâng, Duy Nguyên ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Duy Nguyên. Bởi vì anh ấy không vâng không có dấu, chính vì vậy là em cứ dịch là Duy Nguyễn. À, xin chào cái mặt thân quen cộng 2 Alpha Việt Nam GSC, em là Thần Hoa đây. Còn đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Văn Nhi. Chúng ta thời điểm đầu tiên chúng ta sẽ xem người đánh chém. Điểm số của người cầm pơ bên kia đang rất cao. Hãy nhớ rằng bên đội bạn có một pơ. Và cái thế của đội bạn là tôi nghĩ là khả năng chim sẻ sẽ là người đánh vâng đánh cung A đấy. Đây là game thủ bên lớp. Vẫn đang là 27. Chưa mất gì cả. Ồ, dường như bài ngay sát nhà màu 8 luôn. Chim sẻ. Có lẽ một tê và một ngựa giò không? Như vậy là màu 3. Như vậy là bên lớp Hoàng Văn Nhi chơi thẳng luôn vào nhà màu 3. Không có một không có một tê hay một ngựa giò gì cả. Nhà nào chơi nhà đấy, solo luôn. Màu 4 game thủ cầm pơ cũng đang ăn dân của game thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi thì cũng đang ăn dân của người cầm pơ. Pơ đã lên đời. Pơ đã lên đời. Về lớp hãy cẩn thận, đội bạn sẽ có một tên tạt. Sẽ có một tên tạt ảo. Tôi nghĩ là khả năng tạt ảo là có. Đây là máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Quan trọng là Hoàng Mai Nhi đang chơi được vào bãi vàng của người cầm pơ. Thôi, mất con giò, mất giò. Chưa thấy họ tạt đâu nha, con giò vẫn bên này. Như vậy là đội bạn chơi thẳng nhà game thủ Hoàng Mai Nhi luôn. Chưa có những tên tạt. Rồi, như vậy, vẫn hở. Hoàng Mai Nhi có lẽ đang kích bánh xe, sau đó là én thôi. Bãi vàng của game thủ cầm pơ cũng là rất sâu. Và bị phát hiện bãi quản Hoàng. U98 trận thi đấu này đang đánh là tốt. Còn đây là 4 con cung R. Tôi nghĩ là họ chém bằng đấy thôi, xong đó nữa là 4 con lạc đà sẽ tạt sang nhà của bên lớp. Tôi đoán sẽ là 4 con lạc đà. Không, như vậy là 1 lạc đà và 1 ngựa giò. Ở thời điểm này không giáp đầy đủ đấy. Chưa nhìn thấy nhà. Chưa nhìn thấy thế nhà. Còn đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Tham ai đang là 20. Ruộng. Vâng, chim sẻ đi nắng, bài bò rất rộng luôn. Vâng, BB bò sát bãi quả của game thủ về lớp. Như vậy là game thủ chim sẻ đi nắng cũng đã bị bay ruộng chính rồi. Nhưng chưa chết dân nào. Chưa chết dân nào nhưng bay ruộng chính. Cung A mới chỉ là một áo. Vâng, mang cung A, xin lỗi, mang dân ra đập ngựa, lạc đà công giáp đầy đủ. Ai ra, như vậy là chỉ có 2 con lạc đà thôi. Vâng, cung A hai áo rồi. Như vậy ca này là chưa ăn được ngay. Vâng, ca này chưa ăn được ngay nhà của game thủ chim sẻ đi nắng. Chim sẻ đi nắng nhà đã kín hoàn toàn. Còn đây là game thủ về lớp. Tham ai đang là 40. Về lớp cố gắng bắt nhanh những con lạc đà này của game thủ cầm màu 3. Màu 3 đang quấy là cực kỳ tốt. Trận thi đấu này vâng màu 3 đang quấy là cực kỳ tốt và cực kỳ khó chịu. Thế trận như thế này lại trở nên căng khi mà game thủ Hoàng Mai Nhi tham ai không quá to. Còn về lớp thì chưa thể nở ra được. Với cái bài mà chỉ có một cánh rừng thôi. Tôi nghĩ Hoàng Mai Nhi đi chăn người cầm pơ đi. Đây là Hoàng Mai Nhi. Vâng, pơ vẫn là 2 lờ đều đấy nhá. Không đùa được đâu. Như vậy là màu 3 chết thêm một bãi vàng nữa. Chết thêm một lần nữa. Còn đây là 45 của game thủ với lớp. 5 con lạc đà sang nhá. Như vậy là một nhà cứng nữa dành cho game thủ chim sẻ. Sẻ đã kín nhà hoàn toàn rồi. Và bây giờ chim sẻ cũng mang cung A ra bắn cái khu vực ruộng này của game thủ với lớp. Cung A của đội bạn là cung A của Minoan, không phải là một loại cung A vớ vẩn. Đây rồi, như vậy là Persian thời điểm này có lẽ rằng là cũng sẽ hết dần. Cũng sẽ hết dần. Nhưng quan trọng là chim sẻ thì nắng phía bên kia là người cầm min. Loại cung A nó có thể cân được lạc đà và cân được luôn cả cung RAC nếu mà chúng ta không quá to. Về lớp tham ai 50. Pơ thì mất tham dần theo thời gian. Họ còn tầm khoảng 8 con lạc đà nữa. Nhà của Vlog cũng đã kín. Bây giờ thì Vlog đang đứng và đốt nhà BE này. Và mình bây giờ thì bắt nốt những con lạc đà của game thủ cầm màu 3 đi. Sau đó thì hồi lại và sóc ngựa chém. Tôi nghĩ là sóc ngựa chém thôi. Tầm này sóc lạc đà nó cũng không mang nhiều ý nghĩa. Lạc đà nó gặp cung A nó rỉa máu nó cực kỳ nhanh.
Vâng, cảm ơn bạn Nguyễn Tuấn Vũ cũng vừa gửi tặng 100 sao. Tôi nghĩ không nên vào, không nên vào, tôi nghĩ là không nên vào. Vâng, cung A của đội bạn đang đứng hết ở dưới dốc nhá. Cung A, nhà đôi A của đội bạn đứng hết ở dưới dốc đấy. Vâng, màu 3 báo về đội bạn hết sạch lạc đà rồi. Về lớp làm cái BC xong bung ra ngoài ăn vàng không? À xin lỗi, ăn gỗ không? Đây rồi, như vậy là về lớp làm cái BC rồi. Khi nhận thấy lượng gỗ là đang nhiều. Bây giờ thì về lớp sẽ đứng đây đục. Cứ bắn thôi. Cùng RIC nó bắn cũng không mấy đâu. Chả mấy mà nó nổ hết cái chỗ này đâu. Cứ bắn BM trước. Ba cái nhà đấy mình ưu tiên bắn cái BM trước. Hoặc là cái BB trước. Thảo mai vẫn đang cần. Khi mà chim sẻ đang người đang to nhất map. Vâng, Pơ chính thức fit rồi đấy. Nhưng việc mà Pơ câu kéo thời gian mà quấy như thế là cũng là quá tốt rồi. Thực sự cũng là khó chịu dành cho hai game thủ chúng ta. Hoàng Nhi anh có cần đốt luôn BL của game thủ cầm màu 3 này không? Vẫn tiếp tục đi dò. Tôi nghĩ là cho 1-2 con vào thôi, 1-2 con vào thám thính thôi. Như vậy là bên lớp đang muốn vào để đấu. Tôi nghĩ tên này là tên mà thiệt. Bên mình sẽ thiệt. Phải điều khéo ở trong tên này. Cái thế giàn quân của game thủ chim sẻ là chủ động hơn. Vâng, thế giàn quân của game thủ chim sẻ đi nắng là chủ động hơn ở trong tên này. Nhưng chúng ta là cung R. Vâng, cung R thì nó điều dễ hơn. Cung R là điều dễ hơn mà Vlog quyết định đấu ở trong tên này. Và tôi thấy lượng cung A của game thủ chim sẻ đi nắng nằm xuống là rất nhiều, bị bể. Vâng, chắc chắn nó bị bể. Ôi, té, Trần Văn té. Vâng, bị kẹt. Vậy là bị bắt cũng khá nhiều quân. Cung A thì nó sẽ nở tham ra là nhanh hơn so với những con cung R. Và đây là những con cung R. Vâng, đây là những con cung R không có đầu máu. Đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Như vậy là vẫn còn 4 con lạc đà nữa, 5 con lạc đà, 6 con lạc đà, vâng, 7 con lạc đà nữa. Hôm nay cũng dân ăn hoang ở đâu nhỉ? Hay là có một tên dân vào trong nhà của game thủ chim sẻ chăng? Vâng, thằng này đội bạn đang đè. Khi mà chim sẻ đang nở ra quá to. Rõ ràng là cung Aminoan nó nở tham sẽ mắc binh hơn so với cung R của AC. Màu 3 này đánh trận này thực sự là khó chịu. Phải nói là đánh thực sự là khó chịu dành cho game thủ cầm màu 3 này. Khi mà thấy nhà của game thủ với lớp không quá nhiều rừng nhỉ? Họ không sô vào, bây giờ thời điểm này họ cũng không sô vào, họ chém dân. Nhưng mà họ cứ chỉ chạy vòng quanh thôi, làm cho chúng ta phân tâm. Tamai đang là 80 rồi. Nhưng có lẽ chim sẻ ở bên phía bên kia Tamai chắc là phải là 1 lít. Vâng, 1 lít cho đến 1 lít mốt. Rất nhiều quý vị khán giả đang cổ vũ và đang dành những lời động viên. Cố lên anh em. Cần phải có những tên bắt được vâng, bắt được quân của chim sẻ. Bây giờ chim sẻ đang có hai cái quân và đang muốn di luôn nhà của game thủ về lớp. Nếu mà đứng như thế kia là chính ra là vâng, cung A của Minoan nó tầm xa nó rộng. Và nó đứng ở trên dốc nó bắn xuống là khá nhói. Đúng như Hoàng Mà Nhi chú ý đảo tên này thôi. Bay cái đảo thôi. Như vậy là một tên ở nhà đang bị quấy. Hoàng Mà Nhi không để ý và cũng chết hết lạc đà. Khoai. Như vậy là một tên mà phải nói rằng trận thi đấu này, vâng, phải nói trận thi đấu này game thủ cầm màu 3 U98 thi đấu tốt. Vâng, tôi phải công nhận rằng game thủ U98 là người thi đấu tốt. Họ quấy được nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi bằng con ngựa giò đầu tiên. Sau đó là họ mang lạc đà cũng như là ngựa giò sang quấy nhà của game thủ Viên Lớp. Khi mà cái thế nhà của Viên Lớp chỉ có một cánh rừng, và thời điểm đầu tiên thì chưa đủ gỗ để có thể kín nhà được. Như vậy tỷ số là 1-1. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành tặng 100 sao. Anh Long Nguyễn, anh Nguyễn Khánh Trung, anh Nguyễn Xuân Sơn, mỗi người vừa gửi tặng 100 sao. Tỷ số là 1-1. Chúng ta không chờ đợi để đến với trận thi đấu bản lề ngay sau đây.